Xin chào cả nhà, quả bơ được biết đến là một loại quả chứa rất là nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và có thể ngăn ngừa bệnh ung thư nữa. Hôm nay thì mời cả nhà vào bếp và cùng làm kem bơ với mình nha. Ở đây thì mình dùng 135g sữa tươi, mình cho vào nồi. Tiếp đó là mình sẽ cho 200g sữa đặc. Sau đó thì sẽ cho thêm 100ml nước vào. Nếu mà mọi người thích ăn béo một xíu thì mình có thể cho nước cốt dừa nha. Rồi tiếp đó mình sẽ cho 100g đường, tất cả mình khuấy đều lên. Sau đó thì mình sẽ đặt lên bếp nấu với lửa nhỏ nha cả nhà. Sau khi sữa đã sôi thì mình sẽ tắt bếp và để nguội nha. Mình dùng 700g bơ sáp nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra làm đôi nè để bỏ hạt đi. Đây là loại bơ sáp á, nên là cơm bơ rất là ngon luôn đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái thành ô vuông nhỏ nè, rồi để mình lấy cơm bơ ra cho nó dễ dàng. Cơm bơ ở bên trong á, nhìn rất là vàng và dẻo luôn đó cả nhà. Nếu làm sinh tố bơ thì cũng rất là ngon luôn. Những quả bơ mà cầm nặng tay và có cái vỏ xù xì như thế này nè mọi người, thật ra thì đây là những quả bơ rất là ngon luôn đó. Mình sẽ cho hot sauce bơ này vào máy xay sinh tố. Rồi mình sẽ cho thêm tất cả cái lượng sữa này vào máy xay luôn. Và mình xay thật là nhuyễn luôn nha mọi người. Màu vàng của bơ với sữa mọi người, khi mà xay với nhau thì nó ra màu xanh rất là đẹp như thế này luôn nè. Mình cũng cho bơ vào các cái khuôn còn lại luôn nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ mang tất cả cái kem bơ này cho vào ngăn đông của tủ lạnh. Riêng đối với kem mà mình cho vào trong hộp thủy tinh đó mọi người, thì sau từ 30 đến 1 giờ đồng hồ thì mình sẽ đảo đều cái bơ lên một lần để bơ nó mịn hơn và nó không bị đá mọi người. Cảm ơn mọi người đang xem video. Nếu như mọi người thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha.